Xin chào anh em, Galaxy S24 Series đã ra mắt và được giới thiệu là những chiếc smartphone Galaxy AI. Thì tất nhiên là S24 Ultra, chiếc flagship cao cấp nhất trong năm nay của Samsung, nó sẽ nhận được những gì tinh túy nhất, những gì công nghệ tiên tiến nhất và cao cấp nhất của Samsung. Chúng ta sẽ có một chiếc smartphone với nhiều tính năng AI thực tiễn, tiện dụng cho quá trình sử dụng, cấu hình, ngoại hình, mọi thứ đều cao cấp. Và cụ thể thì video này mình sẽ chia sẻ về 5 điểm ấn tượng cũng như là nổi bật trên Galaxy S24 Ultra. Thứ nhất, tất nhiên là AI. Đây là tính năng nổi bật nhất cũng như là chip Spotlight nhiều nhất trên Galaxy S24 Ultra. Có rất nhiều những tính năng AI được tích hợp trên máy. Máy hỗ trợ tính năng dịch thuật trực tiếp thông qua cuộc gọi bằng AI và có hỗ trợ tiếng Việt. Hiểu nôm na là khi chúng ta thực hiện cuộc gọi với người nước ngoài, khi chúng ta đi du lịch hay là trong những tình huống mà chúng ta cần phải giao tiếp với người nước ngoài nói ngôn ngữ khác thông qua điện thoại, thì chúng ta có thể bật tính năng là dịch cuộc gọi. Khi đó thì trợ lý AI nó sẽ được khởi động và nó lắng nghe câu nói của đối phương, nó dịch ra ngôn ngữ gốc mà mình muốn, ví dụ như là tiếng Việt. Và ngược lại, khi mình nói tiếng Việt thì nó sẽ lắng nghe và chuyển ngữ sang tiếng Anh hoặc là một ngôn ngữ khác của người đang nói chuyện với mình. Đặc biệt hơn hết, đó chính là nó dịch thuật hoàn toàn offline. Chúng ta không cần phải có sự can thiệp của Internet, không cần phải có 4G hay là Wi-Fi. Và thực tế hơn dành cho người Việt, đó chính là ngay từ đầu Samsung họ có tích hợp và hỗ trợ tiếng Việt. Tất nhiên đây là một cái tính năng hỗ trợ, nó mang tính bổ trợ, chúng ta chỉ dùng trong những tình huống thực sự cần thiết, chứ còn sử dụng hàng ngày thì ít bao giờ mà mình dùng tới nó. Nhưng mà dù sao, có thì nó cũng tốt hơn là không. Ví dụ như là mình đi du lịch hay là trong những tình huống mà mình cần phải giao tiếp bằng một ngôn ngữ nào đó thông qua điện thoại. Tính năng AI thứ hai đó chính là ghi âm và tóm tắt cuộc hội thoại hay là cuộc họp. Thì tính năng ghi âm cuộc họp, ghi âm chuyển giọng nói thành text vào trong ghi chú, thì ở những chiếc Galaxy trước đó Samsung họ đã cũng có giới thiệu cái tính năng này rồi, nó không mới. Tuy nhiên thì thông qua AI, cái tính năng này nó được nâng cấp lên một tầm mới, một bậc mới, đó chính là cái file ghi âm sau khi được chuyển thành text thì AI nó còn có thêm cái chức năng, đó chính là tóm tắt cái đoạn hội thoại đó, tóm tắt cuộc họp đó thành nội dung chính, thành ý chính, để chúng ta dễ dàng có thể nắm được ý, nắm được nội dung tóm lược một cách nhanh chóng. Tương tự khi mà chúng ta đọc một bài viết hay là một bài báo với nội dung dài thì chúng ta cũng có thể nhờ AI nó tóm tắt nội dung đó lại thành các ý chính để cho chúng ta có thể nắm sơ qua một cách nhanh gọn và hiệu quả. Tính năng AI thứ ba đó chính là Cycle to Search, khoanh vùng và tìm kiếm bằng hình ảnh bởi Google. Với S24 Ultra thì bất kỳ hình ảnh nào xuất hiện trên màn hình của điện thoại, chúng ta đều có thể khoanh vùng để mà tìm kiếm nội dung của hình ảnh đó. Giống như là chúng ta tìm kiếm bằng Google Lens, nhưng mà cái này nó sẽ chi tiết hơn. Ví dụ như là chúng ta có hình ảnh của một người đang đeo túi sách, chúng ta muốn tìm thông tin về cái túi sách đó thì chúng ta chỉ cần khoanh vùng vào chiếc túi sách thì Google nó sẽ đưa cho chúng ta một loạt những nội dung tìm kiếm bằng hình ảnh để chúng ta có được thông tin rồi giá bán, nơi bán gì đó về cái chiếc túi sách. Hoặc là một người đang mang giày, chúng ta muốn tìm hiểu về đôi giày đó thì chúng ta chỉ cần khoanh vùng, nó chi tiết hơn và nó cũng mang đến một cái độ chính xác do Google tìm kiếm. Một tính năng AI nhỏ nữa đó chính là gợi ý văn phong cho văn bản. Nếu như chúng ta muốn viết một cái nội dung nào đó nhưng mà chúng ta chưa có ý tưởng hay là chúng ta chưa biết viết làm sao cho nó mạch lạc trơn tru thì có thể nhờ vào AI trong Galaxy S24 Ultra. Ví dụ chúng ta muốn xin sếp cho nghỉ hoặc là xin sếp tăng lương thì chúng ta có thể ghi vào trong điện thoại. AI nó sẽ giúp cho chúng ta viết ra một đoạn văn bản với nhiều hình thức, với nhiều văn phong để chúng ta có thể lựa chọn cái văn phong phù hợp. Bên cạnh AI thì điểm nổi bật tiếp theo không thể nào bỏ qua trên Galaxy S24 Ultra đó chính là camera và chất lượng camera của máy. Galaxy S24 Ultra sở hữu 4 camera sau và phần cứng camera đều là những thông số ấn tượng để giúp cho máy có được một khả năng chụp hình chất lượng cao trong mọi điều kiện, kể cả là thiếu sáng, đủ sáng ban ngày ban đêm, và được nhấn mạnh đến khả năng là chụp zoom.
Chúng ta có camera chính với độ phân giải là 200 megapixel, khẩu độ f1.7, cảm biến có kích thước là 1,3 inch, chống rung quang học OIS, camera telephoto 50 megapixel, khẩu độ f3.4 với tiêu cự là 111mm, tương ứng với khả năng zoom quang 5x tiềm vọng. Một camera tele khác có độ phân giải là 10 megapixel, khẩu độ f2.4, hỗ trợ tiêu cự là 67mm, tương ứng với 3x cũng có hỗ trợ chống rung quang học OIS. Rồi camera siêu rộng của máy thì có độ phân giải là 12 megapixel, khẩu độ là f2.2. Bên cạnh độ phân giải cao thì công nghệ NPU được thiết kế xử lý tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI cũng được cải tiến giúp cho người dùng có thể chụp ra những bức ảnh zoom số 10x bằng cách crop những bức ảnh 5x bằng ống kính 50 megapixel lại mà không làm giảm chất lượng ảnh. Với công nghệ mới thì Samsung họ cũng nhấn mạnh vào khả năng chụp zoom của máy, đặc biệt là chụp zoom trong điều kiện thiếu sáng nhờ vào sự hỗ trợ của tính năng AI. Tính năng hậu kỳ thông qua chỉnh sửa trên Galaxy S24 Ultra cũng là một điều đáng nhắc tới. Những bức ảnh mà chúng ta cảm thấy chưa được ưng ý thì chúng ta hoàn toàn có thể nhờ vào AI để chỉnh sửa, để cho ra những bức ảnh ưng ý hơn. Ví dụ như là trình gợi ý chỉnh sửa hay là chỉnh sửa nhờ vào AI tạo sinh bằng cách là chúng ta có thể xóa chủ thể hay là mở rộng khung hình rồi di chuyển chủ thể trong khung hình, vân vân. Những tính năng này thì tụi mình sẽ trải nghiệm nhiều hơn và chia sẻ với anh em. Điểm nhấn thứ ba đó chính là cấu hình với con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Thì đây cũng chính là trái tim của Galaxy S24 Ultra và đó cũng là yếu tố quan trọng để hỗ trợ các tính năng AI của máy, giúp cho những tính năng AI được hoạt động một cách mượt mà và trơn tru. Và tất nhiên là thế hệ chip được thiết kế dành cho flagship của năm 2024, cho nên hiệu năng của Snapdragon 8 Gen 3 cũng không bàn cãi. Nó là một con chip dòng cao, nó mang lại hiệu năng cũng như là hiệu suất xử lý mạnh mẽ, giúp cho những cái trải nghiệm tác vụ bình thường, đa nhiệm hay là những tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao cũng được mượt mà. Thứ tư đó chính là vật liệu Titan ở trên phần khung của Galaxy S24 Ultra. Titan nó đang là vật liệu xu hướng trên những chiếc flagship của các hãng, thì Galaxy S24 Ultra cũng không ngoại lệ. Chúng ta cũng có phiên bản Titan dành cho máy. Cụ thể hơn thì Samsung họ đã gia công cái phần khung viền của Galaxy S24 Ultra bằng Titan kết hợp với nhôm. Và chúng ta có một cái khung viền tương đối là vuông vức, một chiếc S24 Ultra vuông vức và nó mang đến một cái sự mạnh mẽ, nam tính. Mình thấy là thiết kế tổng thể của S24 Ultra năm nay cũng không có nhiều thay đổi quá là khác biệt so với thế hệ trước. Tuy nhiên thì nó phẳng hơn, màn hình phẳng hơn và viền màn hình cũng được làm mỏng hơn. Cho nên là về giao diện nhìn thì chúng ta sẽ thấy là nó đẹp mắt hơn. Và màn hình của S24 Ultra cũng được đầu tư để mang lại trải nghiệm nhìn và sử dụng nó thân thiện hơn và cao cấp. Chúng ta có một màn hình Dynamic AMOLED 2X với kích thước là 6.8 inch, tốc độ làm tươi 120Hz và độ sáng tối đa là 2600 nits. Và điểm nổi bật thứ 5 đó chính là cam kết của Samsung về đảm bảo nâng cấp 7 hệ điều hành và 7 năm update bảo mật. Chính sách này của Samsung nó thiên về mặt hậu mãi dành cho những người dùng đã sở hữu Galaxy S24 Ultra. Nó sẽ mang lại một cái sự an tâm dành cho những người tiêu dùng lựa chọn sử dụng Galaxy S24 Ultra. Và 7 năm nó cũng là một cái khoảng thời gian tương đối là dài cho một chiếc điện thoại. Nó mang lại cho người dùng những cái sự an tâm. Và về phía Samsung thì nó cũng là một cái cam kết để đảm bảo cho cái việc là đồng hành với người dùng, với khách hàng cho những cái thiết bị mình đã bán ra. Thì mình thấy đây là một cái điều khá là hay. Nói tóm lại thì Galaxy S24 Ultra năm nay là một cái chiếc điện thoại nổi bật. Và đối với mình thì nó nổi bật hoàn toàn so với những anh em còn lại trong dòng S24 series. Nó được cung cấp nhiều những cái tính năng AI, có phần cứng mạnh mẽ chạy con chip cấp cao của Qualcomm là Snapdragon 8 Gen 3, rồi có camera xịn sò, có những cái tính năng về phần mềm cũng như là hậu mãi với cam kết 7 năm cập nhật phần mềm của Samsung. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.